Chúng ta của 8 năm sau, Dương đồng ý nhận ông Quảng làm bố để cứu Lâm. Nếu như bố đồng ý giúp anh Lâm, con sẽ thử nhận bác là bố. Điều gì đã khiến cho một cô gái mạnh mẽ, thẳng thắn như Dương giờ đây lại trở nên yếu đuối, cầu xin người khác như vậy? Đặc biệt, người đó lại là người mà cô đã từng ghét cay ghét đắng và khó chịu trước đây. Tất cả đều là vì tình yêu với Lâm, Dương đã chấp nhận bỏ đi cái tôi, cái sĩ diện để lụy mình trước ông Quảng. Tôi không cần tiền của ông. Ông đi mà tìm người cần tiền của ông ấy. Đúng là tấm chiêu mới chưa trải đời nên mới có thể buột mồm nói ra câu đấy, để rồi ngay lập tức ông trời cho Dương chiêm nghiệm ngay. Vốn dĩ khi mới sinh ra, tên Dương là Mai Kim. Dương hỏi mẹ ý nghĩa thì mẹ bảo là mẹ muốn con sáng như sao Mai, sao Kim. Ủa mẹ ơi, hai ngôi sao này là một mẹ ạ. Dương nhắc nhở, mới cả nó chính là sao Thái Bạch, sánh vai với Kế Đô, La Hầu, tạo thành bộ ba sao xấu ai cũng muốn tránh. Thế là mẹ Dương đổi Mai Kim thành Mai Dương. Nhưng hồi ôi, chả thay đổi được điều gì. Nó gọi là bình mới, rượu vẫn rất là cũ, Mai Dương vẫn là một ngôi sao Thái Bạch đúng nghĩa. Nên khi Lâm vừa dính vào Dương chưa được bao lâu thì đã sạch bách cửa nhà, bị dồn vào bước đường cùng. Rồi Dương giờ đây khi thấy bố mình đã ở sau âm thầm ra tay vung tiền giúp mình, từ việc thầy giáo thực tập cho đến 400 củ chỗ bà Tâm, cô đã như nuốt từng lời của ông Quảng, tiền có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề trong cuộc sống. Khi thấy Lâm bị dồn vào bước đường cùng, Dương về đập lợn thì chỉ vòn vẹn được 40 củ. Cô bất lực với số tiền gần 10 tỏi mà Lâm đã phải gánh nợ kia. Vậy là giờ đây Dương cảm thấy mình quá yếu đuối bất lực khi nhìn người yêu mình hoạn nạn mà không thể giúp được gì. Dương quyết định đến để cầu xin ông Quảng, vì tầm này thì sĩ diện gì giờ này nữa. Có phải trước đây bác hứa cho cháu một căn nhà? Dương cúi mặt đầy bẹn lẽn. Đúng rồi, nhưng con đã từ chối nó mà. Giờ đây con muốn nhận lại để cho thằng khố rách áo ôm đó đúng không? Nếu như bác đồng ý giúp anh ấy, con sẽ thử. Dương ấp úng, thử nhận bố. Ông Quảng cúi đầu nhìn Dương đầy cay đắng. Vậy là chỉ vì tình yêu mà Dương đã từ bỏ đi sĩ diện liêm sỉ của mình để cầu xin ông Quảng giúp đỡ. Liệu rằng ông Quảng có vì lời cầu xin của Dương, có vì điều kiện của con gái mà sẵn sàng ra tay giúp đỡ Lâm vô điều kiện hay không?